Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ mở hộp cho anh em một cái sản phẩm. Đây là một cái chiếc máy bơm cầm tay mini nha, kim luôn sạc dự phòng. Cái con này thì các bạn có thể sử dụng để bơm xe đạp, xe máy hoặc thậm chí là có thể bơm được xe hơi luôn. Vâng, cái sản phẩm này thì mình lấy bên Banggood á. Hiện tại Banggood đang có chương trình siêu sale mùa hè, thì tất cả các sản phẩm đang được giảm giá rất là sâu. Các bạn có thể truy cập vào link kết ở trong phần mô tả video. Sản phẩm này thì mình cũng có cho anh em thêm một cái mã giảm giá, nếu anh em có mua thì có thể nhập cái mã giảm giá đó vào để có cái giá tốt hơn. Rồi, và bây giờ mình sẽ mở hộp cho anh em xem phía trong con này nó có cái gì nha. Chúng ta sẽ có một cái máy bơm cầm tay. Anh em dân phường thủ cho thích cái này. Cái này thì không biết là có thể bơm bao lâu, nhưng mà mình nghĩ chắc cũng có thể chữa cháy được các bạn. Con này thì nó kim luôn sạc dự phòng. Ở trên này nó sẽ có một cái mạch dự phòng này. Đây là mức pin của nó. Ở phía sau đít thì anh em sẽ có là một cái cổng ra để anh em cắm vào điện thoại ấy. 5V 1A. Cái cổng micro input này là cổng sạc lại cho con này. Chúng ta sẽ sử dụng một cái cổng dây sạc micro USB. Đây, cổng micro cắm vào đây. Rồi anh em cắm vào cái củ sạc. Đấy. Hoặc là các bạn hãy sử dụng ngược lại, cắm đây và chúng ta sẽ sạc ngược lại cho cái điện thoại ha. Trên này thì nó sẽ có một số nút bấm cơ bản như sau. Lúc này là tăng giảm, nút nguồn và nút chuyển chế độ. Phía đầu này các bạn sẽ có một lỗ thoát khí này, lỗ để bơm hơi ra đấy, và một cái bóng đèn LED. Phía sau này anh em sẽ có là phụ kiện. Cái này giống cái vòi bơm băng da các bạn, đúng không? Nhìn giống vòi bơm bên da với cái này nữa. Ok à, thì mình sẽ thử bật máy ra cho anh em xem như thế nào nha. Đó, sản phẩm chúng ta sẽ có như thế này này. Giờ mình sẽ on lên. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có những cái tiêu chuẩn như là BSI này. Phần này các bạn sẽ chỉnh cái mức mà nén khí á. Khi mà cái này nó đủ á, thì nó sẽ tự động ngắt luôn cho các bạn nhé. Rồi, để khởi động cái này á, thì các bạn cứ nhấn vào nút nguồn. Ok, để chạy thì các bạn chỉ cần việc nhấn vào nút nguồn là xong nha. Đây, bên đây đây. À, lượng hơi nó lên đủ rồi. Tối đa 10kg ha. 9kg này. 10kg. 10kg là hơn à. Thường thì anh em. Anh em nào mà chơi tên lửa nước ấy mà dùng con này thì hết sảy con 37 luôn. Khỏi cần bơm. Đó, con này chỉ có như vậy thôi. Phía sau này là sạc dự phòng. Giờ mình sẽ ra ngoài kia và xì hết bánh xe và bơm thử cho anh em xem như thế nào nha.